Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtors, kênh YouTube chuyên cung cấp thông tin bất động sản cũng như cập nhật tiến độ thi công các công trình xây dựng và hạ tầng giao thông. Hôm nay Khoa xin cập nhật tiến độ thi công của dự án Empire City tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Đây là tiến độ thi công vào tuần đầu tiên của tháng 6 năm 2020. Thì trên màn hình của quý vị và các anh chị đó là chính là hai tòa tháp Linden và hai tòa tháp Tilia. Tất cả đều đã cất nóc và đang hoàn thiện mặt bên trong cùng với việc lắp kính ở bên ngoài tòa nhà. Các anh chị nào hiện đang sở hữu căn hộ ở đây, nếu mà có nhu cầu muốn ký gửi cho thuê hay là chuyển nhượng, hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại là 0979 67 66 55. Khoa cũng sử dụng số điện thoại này cho Viber, Zalo, Telegram. Trên màn hình của chúng ta đó là 4 tòa tháp và hiện đó là quay về hướng quận 4, cùng với một phần sẽ quay về hướng quận nhất. Phía quận 4 đó là bến Nhà Rồng, Khánh Hội và những căn penthouse ở trên cùng của hai tòa Linden và Tilia. Mình xin nói sơ là lược lại về dự án Empire City cho các anh chị nào mà chưa biết về dự án. Thì Empire City thuộc khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2, thì dự án là khu phức hợp ven sông. Dự án có 14,5 hecta, thì giai đoạn 1 là hai tháp Linden Residence 510 căn hộ. Giai đoạn 2 là Tilia Residence 472 căn hộ. Giai đoạn 3 là Crow Residence 136 căn hộ. Và giai đoạn 4 là Naira Residence 278 căn hộ. Thì thông tin bán hàng là giai đoạn 1 đã bán hết, giai đoạn 2 Tilia cũng đã bán hết, và giai đoạn 3 Crow Residence thì các căn hộ đó chào bán, cùng với giai đoạn 4 thì cũng đang chào bán, nhưng hiện còn một vài căn của những tòa Naira cùng với Crow. Empire City thì nằm trong quy hoạch bao gồm 3.000 căn hộ cao cấp, văn phòng, khu bán lẻ và tòa tháp phức hợp cao 86 tầng và cũng có thông tin là 88 tầng, sẽ là tòa nhà cao nhất khu đô thị Thủ Thiêm quận 2 của chúng ta, đó chính là cái tòa tháp biểu tượng của khu đô thị mới Thủ Thiêm. Thì các căn hộ của Empire City sẽ có các loại căn như một phòng ngủ là 50 cho đến 55 mét vuông, hai phòng ngủ là 90 cho tới 100 mét vuông, ba phòng ngủ là 120 đến 150 mét vuông, bốn phòng ngủ là 160 cho tới 170 mét vuông. Các căn duplex sẽ là 160 mét vuông, penthouse 300 mét vuông, thì mỗi sàn dự tới có khoảng 6 căn hộ, hai thang máy và một thang tải. Mỗi căn hộ đều đảm bảo có một chỗ để xe ô tô. Thì những giai đoạn sau sẽ xây dựng các tòa tháp văn phòng, trung tâm thương mại văn phòng và khách sạn 6 sao Empire aka Tower. Empire City có vị trí sát sông và view toàn cảnh về hướng quận 4, quận nhất, và có view trực diện về phố đi bộ Nguyễn Huệ ngay hầm sông Sài Gòn. Thì từ quận nhất đi qua hầm sông Sài Gòn
nếu bên tay phải là chúng ta tới ngay dự án của mình. Empire City được kết hợp bởi 4 đơn vị hợp tác đầu tư: Capital Land, Trần Thái, Tiến Phước và quỹ đầu tư Go Capital. Chính là những căn trên cùng của các tòa tháp. Các anh chị nào có nhu cầu đầu tư bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh hay là các tỉnh thành lân cận như Đồng Nai, Bình Dương, Long An, nếu có nhu cầu về bất động sản hãy liên hệ với mình qua số điện thoại 0979676655 để được tư vấn thêm. Tới đây thì mình xin tạm ngừng video clip. Các anh chị nếu thấy kênh YouTube Phạm Đăng Khoa Realtor hữu ích cho mình hãy vui lòng mà đăng ký subscribe, like, share kênh để theo dõi các video clip mới nhất về đặc biệt là khu trung tâm hành chính của Thủ Thiêm và các khu vực lân cận. Ngoài ra mình sắp có khá là nhiều video clip về dự án Vinhomes Grand Park quận 9 của đội là Vingroup, hiện cũng đang nhận booking cho các phân khu thấp tầng và cao tầng. Dự kiến trong khoảng một tuần nữa là Vingroup sẽ tung ra các khu, các căn nhà phố thấp tầng của phân khu Diocese. Các anh chị nào quan tâm thì hãy liên hệ với Khoa qua số điện thoại trên. Bên dưới phần mô tả thì Khoa có đường link về trang fanpage Facebook. Trang chuyên cung cấp thông tin hình ảnh 360 độ panorama. Thì các anh chị có thể vào cái phần quận 2 để tìm cái dự án Empire City và các anh chị có thể di chuyển ngón tay đến cái khu vực mà mình mong muốn, anh chị sẽ thấy trực tiếp cái view của cái căn hộ của mình nằm ở ngay chỗ nào. Khoa sẽ để đường link ở dưới phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong các video clip tiếp theo.